thấy bật cười quanh đây, buồn khi cả thế giới không đàn ông, chuyện lớn chuyện bé chỉ có đàn bà. Ai cũng nhận ra căn nhà này vui bao la, từ khi chào đón mấy chú rể tân, vậy lo chuyện khó xua tan hết ưu phiền. Câu chưa đủ sai sung, thế giới hạnh phúc không chỉ riêng đàn bà. Câu vừa đủ sai sung, một gia đình mới chứa chan niềm yêu thương. Ê, hình hai đẹp trai vậy? Diễn viên Hàn Quốc Lee Min Ho hả con? Cái mũi cối, đám mũi cối. Đám này, Min Ho ở đâu mà Min Ho? Cái mũi cối, nhỏ này xấu quá à. Chuyện tư của con đó. Đâu coi. Người đâu mà đẹp trai dữ vậy con? Trời ơi, như diễn viên vậy trời. Đáng quá khen. Chứ còn thấy ở ngoài hả? Đẹp trai gấp 10 lần vậy nữa đó. Thiệt hả? Tại tánh đó hả? Bữa nào vụ diễn tư qua đây uống cà phê cho Thắng nhìn mặt coi. Thôi, Diễm ơi, chiều nay Thắng qua nhà con đi. Qua nhà con nói chuyện với Diễm Tương luôn. Diễm Tương con đẹp trai lắm, nói chuyện rất là dễ gần, dễ gũi. Nói chuyện cực kỳ dễ thương luôn á Tám. Tám nhìn là mê liền. Trời đất ơi, trời ơi, thấy ghê chưa? Mới có chút ép à, mà mày đặt mê trai rồi, gửi mê luôn. Chuyện nó để cho người lớn rồi kìa bà. Thiệt tình là khổ ghê vậy đó, mới bị lớn. Ừ. Quá đi á. Cho em một ngày thôi, một ngày không khắc khoải chờ đợi, một ngày không mưa rơi buồn tuổi, một ngày không tê tái heo mai. Cho em một ngày thôi, một ngày không có đêm vời vợn, một ngày đôi chân không mệt mỏi, đường về không có lá thư rơi. Là một ngày anh đến, không chỉ hẹn cùng em, một nụ hôn say đắm sau những lời đầu tiên. Một ngày thôi. Dượng ơi, con cảm ơn Dượng nha. Không nhờ có Dượng á thì làm sao con có một ly sữa miễn phí giữa trưa nắng như vậy. Yeah. Ủa gì Tám? Sao? Thì Tám đẹp không? Cái gì đấy? Đừng dở. Trời ơi, Tám mặc đồ gì kỳ vậy? Thì con nói là chiều nay con dẫn Tám qua để mà gặp Dượng Tư của con á. Đâu, Dượng Tư đâu? Mình nói giỡn mà bảo cũng qua nữa ta. Tám. Lên gặp Dượng Tư. Nghe. Dì Đu Đủ có ở nhà không? Không có gì Đu Đủ. Nhà con hôm nay không có ai đó. Trời, chỉ có mình Dượng Tư ở nhà thôi à. May quá, không có gì Đu Đủ hả? Thôi có gì Đu Đủ ở nhà nha. Dì Đu Đủ xí xác Tám ra từng mảnh nó ghê quá à. Tám hả? Tám đừng có nói lố vậy, chỉ là gặp mặt nhau thôi mà. Dì Đu Đủ con không có vậy đâu. Dì Đu Đủ dễ thương lắm. Tám ngồi đây nha. Con lên đầu tí. Đi ngồi đây nha. Đúng rồi, con nít đừng có ngồi đây nha. Kêu Dượng Tư xuống nha. Một hey.
1, 2, 2, 3, 4, 5, đúng rồi, 6, đúng, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, chị đi đâu vậy? Trời ơi. Chị tìm ai? Chị tìm ai? Tôi nè. Tôi là gì? Tôi nè. Xin lỗi. Không nhớ hả? Hôm trước có đi đám cưới đó. Đám cưới ai? Cưới đằng ấy đó. À, nhớ không? Tôi xin lỗi. Ủa gì, chị tìm ai? Chị là bạn của vợ tôi hả? Không, tôi ngồi đi rồi tôi tự giới thiệu. Xin lỗi. Dạ, xin lỗi chị. Dạ, dạ mời, ngồi mời, đi. Mời chị ngồi đi, chị uống dạ, trà nha. Dạ cảm rồi. Ơn. Dạ. Tôi nói xin lỗi. Dạ, lu bu quá. Dạ. Xin cái thóc. Chị uống gì? Chị uống gì để tôi làm. Trời ơi, đẹp như tranh vậy đó. Đâu đứng lên coi. Cao mét mấy vậy? Mét mấy? Mét 72. Nặng nhiêu ký? Nè chị ơi, xin lỗi nha. Xin lỗi chị, ở đây dán ra đóng thuyền nha chị. Biết. Chị đừng tiến xa hơn nữa. Người ta thấy dị nghị nó kỳ. Nhưng mà nó nghe là biết là dán đã đóng thuyền rồi, nhưng mà sao kỳ quá vẫn rồi. Chị ơi, chị dạ. Ngồi đó, chị có thể ngồi đó nói chuyện, tôi chưa biết, tôi nghe mà. Dạ chị mà xích lại gần tôi nữa là tôi la lên rồi nha. Thôi đứng yên tại chỗ xin hứa nha. Rồi sao chị? Nhưng mà chị tìm ai? Sao dạ. Chị chịu trả lời tôi kỳ vậy? Gì? Tìm tôi làm chi? Ngưỡng mộ quá. Chị ơi, tôi phải nhắc lại với chị một lần nữa là như thế này. Tôi Nhất dán ra đóng tiền. Hiểu mà phải không? Đóng thì đâu hiểu, cho nên là chị khoảng cách. Dạ hiểu. Để nó kỳ. Dạ ngồi đi. Rồi. Dạ. Tới đây để tìm ai về nhận. Ai tìm gì? Anh hai bạn. Thằng hả? Bạn anh hai hả? Không. Chào em. Gái giờ nhại thì sợ mới thấy cái là chớp liền. Ai kêu đẹp quá làm chi? Chị thì ngộ ghê á. Sao tôi hỏi chị bao nhiêu lần mà chị không chịu trả lời? Bây giờ anh hai tôi nè. Anh hai ơi. Người ấy hả? Người ấy là anh hai biết. Tám mà. Tám gì? Tám gần nhà mình. Ôi vậy là quá ra chị là hàng xóm với nhà tôi. Hôm nãy giờ chị không nhớ rồi phải không? Biết tám rồi đúng không? Xin lỗi chị, nãy giờ không biết chị là hàng xóm với nhà tôi. Dạ. Hân hạnh được biết chị. Dạ. Chào Tám à. Chúc Tám một ngày thôi. Một ngày không khắc khoải chờ đợi. Một ngày mưa rơi buồn tuổi. Một ngày không có nắng heo mây. Ta lắm ta cái đi. Ao ước lắm đó nha. Chị ơi. Chị có bệnh gì không? Không, bình thường, rất là ổn định. Chị ổn mà. Nắm tay xã giao mà. Nắm tay hả? Được không? Dạ, được, không có gì. Thân hạnh, được chị hạnh sức. Ây da, chị này gì? Trời ơi. Chị anh hai cứu em. Dưỡng lên phòng, Dưỡng coi, bỏ quên cái gì trảnh á. Có bỏ quên gì đâu anh. Cứ lên đi, tôi nói có bỏ quên. Tôi nói là có, đi đi. Dạ, em nãy xuống em quên đóng cửa phòng. Đúng rồi. Xin phép chị. Dạ. Nhật ơi, Nhật. Em đi đâu đó? Em đi đâu? Đi lên đóng cửa phòng. Phòng của người ta. Muốn gì xuống đây? Quên. Nào phòng của mình thì mình đóng. Quên. Phòng người ta mà đóng cái gì? Quên. Tỉnh đi. Dạ. Không ngờ. Sao? Càng đảm quá à. Gì? Này dám đi tiêu kiềm đến tôi nha. Kim chị. Đâu kiếm ông chị đâu? Giấu nữa. Giấu gì? Đừng có giấu. Nhìn biết, nãy giờ nhìn ánh mắt. Nhìn biết hết á. Ánh mắt. Thôi đừng có giấu. Nó nghe. Mộng thấy trong người sao? Không. Có ổn không? Tám, những ánh mắt của Tám mà nãy chớp. Với Mộng là Mộng biết. Biết gì? Là Tám có cái tình ý với Mộng rồi. Không có. Thôi. Không có. Thì ở đây. Không có. Ai? Qua đây Tám, qua đây để tìm đằng ấy. Đằng ấy. Qua cái này. Hiểu không?
không sao, không thích thì thôi. Hiểu rồi đúng không? Mình cũng không ép. Làm hết hồn. Nhưng mà Tám à, tao có biết. Cái gì vậy? Không có gì. Ôi trời ơi, cũng đó. Không. Trước khi buông, Tám cảm giác đi. Khi mộng nắm tay, Tám thấy như sao? Mộng ơi, chị Tám ơi, đi về đi. Ai vậy, kiếm ai vậy? Dạ. Nhà cửa ta kiếm ai? Cái gì quá con nít trong nhà này riết loạn hết. Cho quỷ này nắm. Mày ta tắm về nghe. Tắm cái gì? Tắm dưỡng tôi con chưa mà về. Gặp rồi, đẹp trai lắm, không chịu nổi. Tắm về nha, đẹp quá. Đẹp như tranh vẽ vậy đó. Trời ơi, tối nay tắm về tới không ngủ được cho mà coi. Trời ơi. Con này cam hả bữa gì? Dạ cam. Tám khỏe hả Tám? Dạ, anh Mộng uống gì? Có tê giác hút không? Không. Cái gì cũng được. Chờ một chút nha. Mà khách khứa đến ra đây hỏi đàng hoàng chứ ai đứng hỏi trỏng vậy? Mất lịch sự quá. Tám ra đây chút đi. Uống gì? Trời ơi, cái gì vậy? Tám làm cái gì? Tôi với Tám có lạ gì đâu mà Tám rụt rè, sợ hãi. Ủa? Xích lại đây. Đừng có ngại ngùng, đừng có thẹn rồi, thùng. Rồi, uống gì? Ngồi xuống đi. Có gì thì tôi nói được. Nói nhanh đi, uống gì nên tôi làm. Rồi. Giấu à? Giấu gì? Thôi. Đâu giấu gì đâu. Ý của Tám làm sao? Thấy nè... Mộng làm sao? Đó, chứ đừng có giấu Mộng nha. Sao? Khoan đã, Mộng để cho tôi giải thích. Giải nói cái là... gì? Mình giải quyết với nhau được, mình lớn rồi. Chứ giấu trong lòng hoài á, thì có khi nó ấm ức lắm, chịu không nổi đâu. Không có cái gì hết á, không có cái gì để nói hết á. Giấu ai chứ giấu tôi cũng được. Tôi nhìn vô ánh mắt của Tám là biết Tám thèm tôi lắm. Trời ơi, thèm cái gì mà thèm, không biết thì nữa. Trời ơi. Chuyện đó của Tám, nhiều xin... khi á, Tám cứ nói đi. Tôi được chỗ nào, tôi mất chỗ nào thì Tám cứ nói, Mộng chiều Tám hết. Cái gì nhưng mà tôi nói anh Mộng nghe nó là vậy nè, nó không có cái gì hết. Không, Tám à, nhiều khi Mộng nói. Làm gì vậy? Hoài. Làm cái gì vậy anh Mộng? Tôi biết là có cái bữa mà Tám giận tôi đó, là cái chuyện đó là nó không phải là ý muốn của tôi. Bữa mà nắm tay đó, đúng không? Tôi nhắc lại cái này, bữa nắm tay thì vừa nắm tay Tám, tôi thấy cử chỉ của Tám là tôi hiểu Tám như thế nào mà tôi biết cử chỉ người phụ nữ khi nắm tay mà cái nét mặt của Tám làm sao tôi hiểu. Nhưng mà con sao đi nó làm cho nó gián đoạn cái lúc nắm tay. Tôi buông ra, Tám giận tôi. Tôi hiểu. Không phải, bữa đó là tôi lỡ dạy. Tôi thay mặt cho gia đình của tôi, thay mặt gia đình vợ chồng tôi, cô sơ ri cũng như là dòng họ tôi xin lỗi Tám. Bữa nay tôi làm lại vấn đề đó. Dạ được rồi. Tôi xin phép, tôi sẽ làm lại. Trời ơi, không có ý gì vậy. Tôi bữa nay tôi biết phát, dù cho gia đình tôi có kéo đến, dòng họ tôi có kéo đến, tôi vẫn nắm tay Tám. Con Sari là chuyện nhỏ. Tám đừng có cãi tôi muốn nắm tay Tám, tôi làm cái gì đó cho nó bù đắp lại cho Tám. Cái này cái tay, cái tay hay cái giò vậy? Cái giò gì? Cái tay. Mặc dù anh nắm tay. Thôi anh hôn một cái. Anh nói thiệt anh muốn đi kỳ đó. Chết bà rồi, nó tới. Cha này. Đừng nói đây nha. Sari, Dương Mộng có đem gì vậy? Dương Mộng hả? Dương Mộng không có. Dì hứa với ổng là nói ổng không có ở đây. Ôi trời ơi, trốn kính quá vậy cha nội. Dì nói Dương Mộng có đây. Vậy đây ai đây? Cái này Dương. Dương làm gì ở đây vậy? Uống cà phê. Trời, Dương uống cà phê mà Dương ôm cái cây tre cái bàn ghế đó. Dương không ngồi. Con sống cái cuộc sống của con tin mà con không biết uống cà phê bây giờ là mong phong cách đứng đó. Đừng có nói xạo con. Thông báo cho Dương biết má con chuẩn bị qua đây. 5 phút nữa má con có mặt. Dương chuẩn bị tinh thần mà đón tiếp má con đi. Mấy bà tới, tôi về. Ê, ông. Tôi có ghi âm nãy giờ. Cái gì ông nói với tôi hết rồi. Dương không? Xin đi. Rồi xong luôn.